Các bạn và các em thân mến, hôm nay là buổi cuối cùng của phần quản lý điểm nho nhỏ mà chúng ta vừa làm. Thì bài này là bài cuối cùng để chúng ta in ra bảng điểm. Đấy. Thì chúng ta hôm trước chúng ta đã biết là chúng ta đã làm xong cái phần nhập điểm và sửa điểm. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái phần gọi là phần in ra bảng điểm. Hết cái ứng dụng nho nhỏ này thì chúng ta sẽ chuyển sang phần web bán hàng, làm cái web hiện đại hơn. Đấy. Chúng ta sẽ làm từ cái nhỏ cho đến cái lớn, và qua đó thì các bạn sẽ trưởng thành và có thể nắm trong tay mình một cái ngôn ngữ lập trình và một cái framework để chúng ta có thể làm được những cái việc mà chúng ta cần. Thì bài học hôm nay của thầy thì chúng ta cần phải thêm một cái module là in ra điểm. Module này in ra điểm thì in ra điểm thì ai cũng nhìn thấy nhá, phần này thì cho ai cũng nhìn thấy. Vậy thì chúng ta vào điểm này, view danh sách lớp. Đấy, view danh sách lớp này. Hôm trước là chúng ta view được hồ sơ, họ tên đúng không, ID, quê quán, giới tính, tuổi. Thế thì hôm nay là view điểm. Các bạn chỉ cần save as đi sang một tên mới. Save as nhé. Đưa sang một tên mới. Thế là chúng ta ghi là xem điểm. Xem điểm.php. Ok, xong rồi. Đấy, bây giờ thì các bạn chỉ cần thay thôi. Mã sinh viên họ tên này. Các bạn ghi cho thầy là toán, lý, hóa, rồi thì copy thêm cái nữa thì chúng ta tạo là cái trung bình nhé. Để xem thì là tổng. Đây, chỗ này là trung bình. Chậm các bạn thấy biết là không được 2 năm. Tổng điểm trung bình. Rồi, ok, còn dưới này chúng ta chạy sau nhé. Dưới này chúng ta sẽ cho vào nó chạy sau, chúng ta có thể là thay bằng điểm vân vân. Thế thôi, thì lát nữa ta sẽ sửa cái này sau. Đấy, bây giờ ta vào cái welcome để ta lấy ra một cái. Ta lấy vào, đưa ra cái link là hiện danh sách này. Danh sách hồ sơ, nhập hồ sơ. Bây giờ là xem điểm. Ta sẽ cho một cái link là xem điểm. Rồi, bạn copy cái này cho thầy. Bạn copy vào đây. Các bạn xem điểm thoải mái nhá. Xem điểm. Rồi danh sách lớp quản lý điểm này. Và mình sẽ lên trên phần quản lý điểm. Rồi chúng ta sẽ chức năng. Đây mới đúng không? Danh sách lớp mình danh sách lớp đây rồi. Đấy. Thôi mình làm riêng một cái là xem điểm. Chúng ta cho vào danh sách lớp cũng được, ta để ngoài được, để gọi là xem điểm. Thầy gọi là sâu điểm. Đấy.
tên hàm gọi là sâu điểm. Rồi, chúng ta ghi ở đây cho thầy là xem bảng điểm. Okay. Xem điểm, sâu điểm, đúng không? Bây giờ chúng ta phải có trong controller chúng ta phải có một cái lớp mới. Đấy. Ta phải đặt đây là xem điểm. Ok, ta đặt đây đã. Xong. Bây giờ các bạn sang phần nhập điểm, các bạn copy cho thầy cái phần namespace. Đây nhé. Copy. Bạn mày chậm quá chán thế, ta để nguyên đây đã. Rồi bây giờ ta sửa view đã. Ta ghi chỗ này là xem điểm. Xem điểm đây từ cái này nhá. Đấy. Xong đến chỗ này chúng ta gọi là sâu. Xong đấy, ta đã dẫn nó sang cái phần xem điểm riêng rồi. Đây là một router để chúng ta dẫn vào xem điểm. Và bây giờ chúng ta phải làm trong controller của chúng ta là xem điểm, đúng không? Vậy thì ở phần model chúng ta làm cho thầy một cái nhá. Một cái model mới cũng được, hoặc là chung cũng được. Các bạn có thể làm chung làm riêng, hoặc là làm cũng vậy được. Làm cũng đợi được. Thế thì làm trong đây thì thầy sẽ khai báo thêm một cái nữa là đấy, nghe làm trong điểm thì chúng ta làm luôn. Chúng ta để public một cái table. Bằng hồ sơ. Cái đầu thì bằng điểm, thứ hai là hồ sơ. Đấy, và bây giờ thầy nhét ôn điểm nhá. Chúng ta ghi cho thầy là select hồ sơ chấm họ tên phẩy nha, hồ sơ chấm họ tên phẩy này. Rồi tiếp theo bảng điểm chấm toán phẩy bảng điểm chấm lý phẩy bảng điểm chấm hóa phẩy bảng điểm chấm tổng phẩy bảng điểm chấm trung trung bình đây.
xem đây là bảng hồ sơ nhé, tổng chung hồ sơ, hồ sơ này. Thế thì ở đây thầy chỉ lấy họ tên ra thôi, thầy chỉ lấy họ tên thôi nhé, bạn chú ý nhé, thầy chỉ lấy là họ tên thôi, thầy không lấy quê nữa, chỉ in ra thế thôi. Nào, đấy. Tiếp tục này, tổng chung này, rồi xuống dòng viết nó dài đúng không, where à, from, từ đâu, từ hồ sơ, phẩy, bảng điểm, đấy, từ hồ sơ nhé, phẩy bảng điểm nhé, rồi qua là điều kiện, qua hồ sơ chấm ID sinh viên thì phải bằng bảng điểm chấm ID sinh viên. Đó các bạn này nhá. Rồi hai cái này thì vẫn giữ nguyên. Get on bảng điểm, chúng ta làm câu lệnh này, select hồ sơ họ tên, bảng điểm chấm toán, bảng điểm chấm lý, bảng điểm chấm hóa, bảng điểm chấm tổng, bảng điểm chấm trung bình, từ hồ sơ và bảng điểm, where sao cho hồ sơ ID sinh viên bằng bảng điểm ID sinh viên. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ được cái đấy rồi, thì đây là điểm mô đồ đúng không? Bây giờ chúng ta lên trên này, ta vào phần xem điểm, chúng ta ghi user, user app model, rồi quản lý điểm. Tiếp theo là điểm model. Đó. Bạn nhớ đấy nhá. Rồi bây giờ chúng ta mới làm đây là public function contract. Đấy, và các bạn xóa cái này như thế nào xuống đây đi. Rồi tiếp theo là chúng ta khai báo cho thầy đây là public, public DB. Tiếp theo ở dưới là chúng ta ghi là public. Đó. Cái để thế cả. Đấy, thì chúng ta còn valid để sẽ sử dụng vân vân, chúng ta cho học sang nhanh. Con này thì không biết vấn đề, mình là pointer điểm. Trong đây thì các bạn khai báo cho tôi nha. Câu lệnh này các bạn viết thuộc rồi các bạn về sau các bạn làm ngon. Read on valid list. Config service. Order điểm là cái này, cái biến này bằng cái này nhé, order điểm là cái biến này.
thì thầy sẽ bằng mô đồ điểm, đúng không? Mô đồ điểm là cái ra cái hàm ghép ôn đấy, phải đúng cái mô đồ này. Nếu không đúng mô đồ này là ra mô đồ khác, là lại thành lệch pha, ta lại phải sửa lại bằng điểm mô đồ. Bằng new xong các bạn helper url phải form. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đúng router nhé. Router chúng ta là sâu co đúng không? Ok, xem điểm rồi, xem điểm đây rồi. Bây giờ chúng ta sâu co public function show call. Đây thầy thử cho một mảng A bằng nhé, thầy thử thôi, đây thầy đang thử này. Bằng this pointer điểm show rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về trang chính, ta chạy cái phần chính nhá. Do thầy vừa chạy phần mềm ghi để ghi cái bài cho các em ấy. Đó, mở lại phần này. Đây, nhấp vào đây nhá. Với lại cùng làm nữa, thế là đâm ra nó rất là tốn nhiều bộ nhớ. Đây, xong rồi, ra rồi. Đó. Bây giờ ta chỉ trình bày vào trong trong view thôi. Rồi ok xong. Giờ đã trình bày trong view nhé. Đấy, ta làm đúng bao giờ nó cũng đúng. Rồi bây giờ các em nhìn này. Cái câu truy vấn này là các em phải nhớ nhé. Nó không khó đâu. Tức là hiện ra họ tên ở bảng hồ sơ này, hiện ra toán ở bảng điểm, hiện ra lý ở bảng điểm, hiện ra hóa ở bảng điểm, hiện ra tổng của bảng điểm, hiện ra trung bình của bảng điểm. Từ hai bảng hồ sơ trước, bảng điểm sau, sao cho bảng hồ sơ chấm ID sinh viên bằng bảng điểm chấm ID sinh viên, tức là sao cho hai cái cột ID sinh viên của bảng hồ sơ phải bằng với cột gì, tương ứng bằng cột ID. No, no, no.
vô view. Nào, bây giờ chúng ta đến phần quản lý điểm. Xét một phát, xem điểm. Chỗ này chúng ta chỉ cần ghi ra là điểm thôi. Đấy, điểm. Để truyền vào bên kia mà. Nếu không là các bạn không có này, các bạn không truyền được vào nữa nhé. Đấy, bao giờ phải có mảng của cái này, nó truyền A vào. A, xong. Ngon chưa? Ngon này, ngon rồi nhé. Bây giờ ta mới vào đây để ta truyền, ta giải quyết cái biến điểm. Nào, bây giờ ta vào đây. Rồi, bây giờ ta thay cái này sinh viên, ta thay bằng điểm. Đấy. Thay bằng điểm nhé. Em nhớ nhé. Đây, bởi vì là chúng ta truyền vào là truyền vào tham số điểm, đúng không? Đây. Này, chúng ta cần lấy điểm thôi. Sinh viên kệ đó, đúng không? Toán lý. Hóa. Có thêm một hàng nữa. Để cho đây là tổng. Đây là trung bình. Trung. Đấy, cái này hiện ra giá trị là số nhé. Mỗi họ tên là hiện ra cái họ tên giá trị chữ thôi. Đó. Bây giờ chúng ta nhìn xem. Đây. ID sinh viên. Cái này không hiện ra ID họ tên thôi, vậy ta xóa cái ID sinh viên đi. Thì các em tìm lên một thì ta họ tên. Vì ta có tìm họ tìm ID đâu. Chúng ta tìm toán lý. Đây. Đó, ngon rồi, bằng danh sách điểm, đúng không? Ui, tuyệt vời, bây giờ thầy nhập thêm một bạn đấy nhé. Đó, điểm, điểm. Đăng nhập mới đăng nhập mới bắt đầu mới làm được, đúng không? Sau đăng nhập xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhờ nhập hồ sơ. Ba cái ông này là thế công này là nhập rồi này. À, cái bảng lúc nãy chúng ta xem nó chỉ như vậy thôi. Bây giờ nhé, thầy xem cả hai bảng, hai cái cửa sổ.
xem bảng điểm đấy nhé. Mình xách ra điểm đây. Bây giờ mình nhập điểm thì ông này có luôn là có rồi. Bây giờ đến hai người ông Nguyễn Thế Công đúng không? Đầu là thì nhập vào kia, bây giờ thì nhập vào này Thế Công này. Công là 432 đúng không, tổng 9. Bây giờ thêm một ông nữa này, thêm ở chỗ nào cũng được, nghĩa là cứ có điểm này hiện ra để cho 8 này, à, cho bạn này 3 điểm 10 nhé, 10 này. 10 này. 10 này. Ôi giời ngon quá. Toàn thường toàn 10. Sợ. Siêu thế, đúng không? Rồi, thế là chúng ta hoàn thành ứng dụng tại đây. Thì buổi sau thầy sẽ dạy các em cách làm một cái trang bán hàng gồm có ảnh này, video này, tất tần tật các thứ các em phải theo dõi thì các em mới đi làm, ra ngoài là làm luôn. Đấy, học một môn này cũng có thể ra làm được. Nhiều khi rất là buồn cười ấy, các em nhá, cái nghề lập trình này mà làm được nhiều, kiếm nhiều tiền thì cần học đúng một môn lập trình này thôi, học kỹ thuật này thôi, thế là ra là làm được đấy. Chứ còn chúng ta học những thứ khác chẳng hạn, trang bị các kiến thức gọi là khái niệm rồi vân vân cho nó thành thạo, tin học cơ bản thì cũng là giúp chúng ta làm được báo cáo văn phòng, trình chiếu, tính toán Excel. Để chúng ta học thêm cái phần này nữa thì các em sẽ đi làm rất là ngon. Chúc các em một ngày vui vẻ. Tạm biệt các em trong phần shopping cart sau nhé.